Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 3 biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là cái nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 kêu trời, mùng 10 gặp may, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, chúng lớn liên tiếp, giàu ngất ngưỡng trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, có một câu nói quen thuộc rằng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái thử thách được đặt ra trong mệnh số của Giáp Dần sẽ luôn nằm trong khả năng mà bản thân Giáp Dần có thể giải quyết. Dĩ nhiên, phải dốc sức, dốc lòng, dốc tâm, dốc trí. Sau cái đoạn phi thường này, 74 sẽ không còn đơn thuần như trước. Con người ta học từ nỗi đau nhanh hơn sự sung sướng, học từ núi tiếc nhanh hơn bất kỳ lời dạy dỗ ân cần từ phía ai, nên sự học trong cái đoạn phi thường này sẽ được chuyển hóa thành kiến thức, dựng lại nhiều phần cá tính trong con người Giáp Dần. Sau đó, với con người mới, với tâm thức mới, Giáp Dần sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với những gì Giáp Dần từng nung nấu theo đuổi. Thưa quý mệnh chủ Giáp Dần, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được mệnh danh là Chúa Sơn Lâm, thường có lập trường kiên định, tuy tính cách có phần ích kỷ nhưng lại rất tốt bụng đối với người nhà, hòa thuận với anh em. Đặc biệt, người tuổi Giáp Dần thường rất nhanh nhẹn, thông minh và ham học hỏi, có ý thức tự giác rất cao, nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Họ là những người có tham vọng lớn nhưng thường không cẩn trọng. Nếu không biết cách điều chỉnh thì rất dễ gặp thất bại. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được cùng với quý vị và quý bản mệnh tuổi Giáp Dần đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải những vật phẩm phong thủy cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy vận trình của con giáp này trong tháng 6 âm lịch sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Quý vị hãy like và theo dõi kênh để cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý vị nhé! Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, điểm dừng chân trong cuộc hành trình của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là ở năm 2027. Đấy là năm họ đạt được cái đỉnh ưu việt trong kiếp nhân sinh của mình, ổn công việc, an gia đình, tựu thành cho những dự định dài lâu. Nhưng trước đó họ cần phải giải quyết sự khó khăn cùng cực trong 2025 trước khi có thể đạt được sự nghỉ hưu sớm, an yên trong hậu vận của bản thân. Nói một cách giản đơn, trước khi chạm đích ở 2027 thì tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cần giải quyết nốt đoạn đường nhấp nhô ở 2025. Việc chạm đích ở đây không có nghĩa là dừng lại hay cuộc sống kết thúc, nó giản đơn là năm bạn có được những nền tảng thật sự vững mạnh, để không còn tiếp tục phải lo toan. Sau khi có được nền tảng đấy rồi, việc có làm tiếp hay không, có phát triển tiếp hay không là do bản thân Giáp Dần lựa chọn. Không như hiện tại lắm, thứ bản thân không muốn làm nhưng vẫn cứ phải vất vả ngược xuôi. Vì Giáp Dần là một cái tuổi đã có sự trưởng thành và phân nhánh trong những lựa chọn cuộc đời nhất định, nên bản thân mình rất ít khi nhắc tới, vì khó có một sự lựa chọn chung tổng quan cho họ. Tuy nhiên, trong cái đoạn 2025 đến 2027 quan trọng này, thì hầu hết sự vận hành của Giáp Dần sẽ đều tương đồng. Vậy nên để vượt qua 2025 một cách dễ dàng nhất và đạt được đỉnh 2027 một cách viên mãn nhất,
Minh Đường Tử Vi xin nhắc nhở Giáp Dần 5 điều thế này. Đầu tiên, 2024 là năm của sự chuẩn bị, nên những gì Giáp Dần đang gặp phải đã giải quyết và sẽ đối diện vẫn còn dễ dàng làm thay. Nên cần tranh thủ 2024 mà hoạch định tương lai nghiêm túc, tính toán cho những giai đoạn sắp tới của bản thân. Thứ hai, lại nói 2025 là một năm khó khăn của bản thân Giáp Dần, nhưng hạn không phải là mưa đá từ trên trời rơi xuống, mà một phần hạn sẽ là những thứ được thai nghén từ hiện tại 2024, nên sẽ có những dấu hiệu hoặc xả những hạt mầm tiêu cực chỗ từ thời điểm bây giờ. Nếu bạn đủ tỉnh táo và đủ thông thái để nhìn nhận thấu đáo, bạn sẽ giải quyết được phần nào những dấu hiệu này. Một phần còn lại sẽ do người ngoài mang tới, nó có thể là đối tác, là người bạn kiêu mang hoặc giả cũng có thể là người thân trong gia đình, kể cả là những người mà bạn thương yêu, tin tưởng, họ sẽ gây ra vấn đề và tống cho bạn giải quyết, nên tốt nhất không có cái tâm hại người, thì cần có cái lòng phòng người, đường đời sẽ đỡ mỏi mệt hơn vài phần. Thứ ba, hạn chế cả nể, hạn chế cả tin, chỉ cho vay khi bạn xác định có thể mất khoản đó, tránh tuyệt đối việc lấy uy tín, danh dự hay quan hệ, vị trí của bản thân ra bảo lãnh cho bất kỳ ai, dù có là họ hàng hay bạn bè thân thiết, hay người ta đảm bảo với bạn họ sẽ thế lọ thế chai. Lọ chai thường chỉ để bán đồng nát, nên cuối cùng người nai lưng ra gánh, do tin lời hứa hảo vẫn cứ là Giáp Dần mà thôi. Thứ 4, rất tiếc khi phải nói rằng với Giáp Dần, không phải bản mệnh có nhiều tham vọng, sự giỏi, họ có sự uyên bác, nhưng họ thiếu sự tham lam, yếu tố quyết định để đạt được hết thành tựu trong khả năng của mình, họ cũng thiếu tính dám tranh giành. Cùng với thiếu sự quyết liệt, thành thử họ sẽ chỉ vui vầy trong khu vườn của bản thân, chứ ít khi thò chân đi sang đất người lạ mà chinh chiến. Tính cách của Giáp Dần thích hợp là một người nghiên cứu hoặc giả một người quan sát ngắm dòng đời nhiều hơn, tuy nhiên, không có sự tham. Nhưng Giáp Dần có một yếu tố là nguồn cơn của động lực cho những sự lao động chăm chỉ của bản thân, đấy là việc họ sống giàu tình cảm, có trách nhiệm với những người yêu thương, xuề xòa với bản thân mà cầu toàn cho ba mẹ, vợ chồng, con cái, con mình thì thế nào cũng được, mà luôn mong những điều tốt nhất dành cho những người mình quan tâm nhất. Đây sẽ là động lực để Giáp Dần phấn đấu, nhằm tạo ra một điều kiện lý tưởng nhất để chăm sóc cho thế giới nhỏ của bản thân mình. Nên dù có chuyện gì khó khăn đến với bạn trong 2025, mong bạn đủ can trường mà vượt qua, lấy những người mà bạn yêu thương để tiếp tục làm động lực phấn đấu, để đạt được sự an yên trong cái năm 2027 tiếp kế này. Và cuối cùng có lẽ vì được sinh ra trong cái thời gian đất nước còn đang phát triển, Internet chưa có, con người hãy còn ban sơ, nên cái thế giới quan nhân sinh quan của Giáp Dần nó vẫn còn đẹp lắm. Còn theo đuổi những giá trị chân thiện mỹ nhiều lắm, là một Giáp Dần sẽ rất dễ dàng bén duyên với những chân lý của đạo đời, với những giáo lý của sự buông bỏ, chấp nhận nhân quả trong đời. Nhưng mong bạn hiểu, trước khi làm tu sĩ cần phải là chiến sĩ, một chiến binh can trường, làm tròn toàn bộ những trách nhiệm trên đường hồng trần, sau đó mới là câu chuyện buông bỏ tu tập dài lâu. Đừng nghĩ ta tranh tức là ta sai, hay ta tham vọng tức là ta tham lam cái gì xứng với sức lao động của bản thân, tức là cái Giáp Dần ta đáng được hưởng. Mong bạn sống một đoạn rực rỡ, tận dụng hết khả năng của mình, xây được một nền tảng mà an ổn cho cuộc sống lâu dài, hoặc giả có thể Giáp Dần sẽ chẳng muốn cố gắng nhiều đến thế. Nhưng thời thế sẽ có cách để ép bạn phải chuyển động vào guồng, nên thay vì bị ép hãy chủ động nhiều hơn, hãy cứ làm khi còn có thể, cứ nắm lấy cơ hội. Nếu thấy tiềm năng có trí tuệ, có kiến thức, có tư duy, có tầm nhìn là để sử dụng, không phải để hời hợt, khiến uổng phí nhiều khi. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ. Đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là một tháng bình ổn, hung cát tương hợp với người tuổi Giáp Dần, bản mệnh có một vài cơ hội phát triển. Nhưng cũng hãy thận trọng với cả những thách thức kèm theo, mọi thứ có thể chưa thật sự rõ ràng, tốt nhất nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân. Công việc nhìn chung tiến triển đều tốt đẹp trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn gẽ để không phát sinh sự cố. Khi giao tiếp với người khác, tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bằng không dễ rước họa vào thân. Vận trình tài lộc có thu có chi, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, thì sẽ mang lại thành quả lớn, tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ, vì vậy chớ nên chủ quan.
chuyện tình cảm ít biến động. Người độc thân vượng nhân duyên khác giới, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Giáp Dần đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều. Trên phương diện sức khỏe, thể trạng của Giáp Dần khá tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch. Theo tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần tuy chưa thể gọi là có đột phá, nhưng cũng không gặp vấn đề nào quá lớn. Điềm báo tử vi cho thấy, nguyệt lệnh lâm thai, bản mệnh có một vài ý tưởng độc đáo, nhưng vì khâu chuẩn bị chưa thỏa đáng nên sức thuyết phục không nhiều, chưa được cấp trên đánh giá cao, do đó vẫn cần có thêm thời gian, sự nỗ lực và đánh giá tình huống chính xác hơn. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn gẽ để không phát sinh sự cố. Khi giao tiếp với người khác, tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bằng không dễ rước họa vào thân. Dù có tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Nhìn chung, bản mệnh có một vài cơ hội phát triển, nhưng cũng hãy thận trọng với cả những thách thức kèm theo, mọi thứ có thể chưa thật sự rõ ràng. Tốt nhất nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, khó khăn là không tránh khỏi trên con đường đi đến thành công. Song bạn cũng không cần phải quá lo lắng, vì mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn xuất hiện kịp thời, giúp bạn hóa giải nguy cơ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong tháng 6 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Dần có thu có chi, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lưu ý rằng, trong tháng hầu như không có thứ tài, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là công việc chính, do đó bạn cần tập trung làm tốt công việc của mình. Không tham lam, ôm đồm quá nhiều việc phụ, bạn nên xác định việc gì là cần thiết hơn cả, ưu tiên dành thời gian cho nó, lúc đó tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn. Riêng với người làm kinh doanh, để có thể làm giàu, bạn cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường, bạn cũng chớ nên ảo tưởng về năng lực của bản thân, nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn, mà nên biết khả năng của mình đến đâu để lập ra những kế hoạch phù hợp, chớ chạy theo những điều phù phiếm mà dễ chuốc lấy thất bại. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do hung tinh nhập mệnh, vì vậy chớ nên chủ quan, cần đưa ra những lựa chọn sáng suốt trước khi quyết định đầu tư tiền bạc nhé. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại hay phát sinh tranh chấp. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng mới, phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Dần được dự báo ít biến động, bạn cũng có thể tạm hài lòng với tình trạng hiện tại. Người độc thân vượng nhân duyên khác giới, bản mệnh đã có sự chủ động tìm kiếm và theo đuổi cơ hội hạnh phúc. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Giáp Dần đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều, nhất là khi có người chỉ có ý định tìm hiểu chứ chưa muốn tiến tới. Với các cặp đôi vợ chồng đã kết hôn, giữa hai bản ít xảy ra mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, dù có xảy ra tranh cãi, nếu còn thấy quý trọng mối quan hệ của hai người, thì bạn đừng ngại chủ động xuống nước, chấm dứt căng thẳng, thì bầu không khí gia đình sẽ sớm lại hài hòa như xưa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 6 âm lịch. Phương diện sức khỏe của Giáp Dần trong tháng Tân Mùi nhìn chung bình ổn, ít triệu chứng ốm đau, bệnh tật nào nghiêm trọng. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến bạn bất an, lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Quan trọng là học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, nhiều chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Sau đây là cẩm nang vượng vận tháng 6 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974.
Khẩu quyết, chỉ cần bản mệnh đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, thì tháng 6 âm lịch này sẽ mang lại thành quả lớn, xứng đáng với công sức và sự cố gắng của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu xám và màu xanh rêu. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, vận thế tuần này của người tuổi Giáp Dần giảm sút đáng kể, tinh thần bạn bất ổn, nóng giận triền miên vì những khó khăn liên tiếp ập tới. Bản mệnh mất thăng bằng cả về công việc lẫn quan hệ xã giao đều chao đảo. Bạn muốn bám víu vào ai đó nhưng hoàn toàn không có, bạn chật vật gánh vác hết tất cả. Tài lộc có tiểu hao, tiền đã không kiếm được mấy lại còn tán lộc mất tiền vì y những sự cố ngoài ý muốn. Bạn bị dồn ép quá nhiều nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cách xoay sở tiền nong. Để thoát khỏi tình trạng túng thiếu eo hẹp này, nhưng càng vội càng dễ mắc sai lầm, đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì suy nghĩ thiếu sáng suốt của mình. Trong tình yêu, bạn đa nghi, hay nghĩ vu vơ về những điều mơ hồ, xa vời, tâm hồn treo ngược cành cây, khó tập trung để làm bất cứ việc gì nên không chú tâm tới đối phương, bản mệnh kiếm cớ gây sự, làm rạn nứt mối quan hệ. Áp lực cuộc sống khiến tâm tính của bạn thay đổi tiêu cực như vậy đấy, kiến nghị bản mệnh nên dành thời gian tĩnh tâm lại, khó khăn là có thật, nhưng nếu bạn cứ cư xử một cách bất cần như thế này, thì mọi chuyện chỉ tệ đi mà không có lối thoát. Thay vì khổ đau sốc nổi, hãy đương đầu với mọi thứ bằng tâm thế bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình công việc của người tuổi Giáp Dần không thể yên tâm được, tâm lý nóng vội khiến bạn tìm cách để sửa chữa sai lầm. Nhưng họa vô đơn chí lại tiếp tục sai thêm, cộng với tính khí bất cẩn của thất sắc, khiến mọi chuyện rối tinh rối mù, chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên, khó khăn đồng thời cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực đích thực của mình, nên đừng vội thoái chí nản lòng. Ít nhiều thì thất sắc cũng có tài, nên chỉ cần tiết chế được tính hấp tấp thì cũng không tệ. Tài chính không khả quan, bản mệnh tiêu nhiều làm ít cũng gây áp lực lên con giáp này, bạn phải tìm đường giải quyết đi thôi. Về chuyện tình cảm, hàng loạt mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc do những lời thị phi bên ngoài, khiến tình cảm các cặp đôi trục trặc, vợ chồng cùng nhà cũng không thể tránh mâu thuẫn từ cuộc sống hàng ngày. Cô thần chen chân khiến cảm xúc nguội lạnh, không muốn gần gũi tìm hiểu nhau nữa. Sức khỏe của bạn xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường như da rẻ vàng vọt, cảm giác chán ăn, ngủ không ngon giấc, đau dạ dày. Chủ yếu là thổ khí quá vượng nên hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tuổi Giáp Dần cần chăm sóc nhiều hơn, giữ gìn thân thể và quan trọng nhất là nghỉ ngơi đầy đủ, đúng cách. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Dần khá sáng sủa với nhiều niềm vui, nhờ có ấn tinh tọa mệnh thúc đẩy công việc, sự nghiệp nên tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết, cùng năng lực sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén, giúp con giáp này chiếm được thành tích đáng kể, không lo bị lép vế so với người khác. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đầu năm mới, tài chính không tới mức thừa thãi, nhưng đủ để bạn thoải mái chi dùng, tận hưởng những thú vui cá nhân, chính tài bình ổn, thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài bất ngờ để tạo sự hứng khởi theo đuổi một công việc phụ hoặc tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này. Tình cảm lứa đôi dạt dào, thăng hoa, đây là cơ hội tốt để bạn nghĩ tới chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người, trách nhiệm, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau sẽ đưa lối tới hôn nhân một cách tự nhiên, thoải mái, chứ không hề gượng ép, bạn thực sự biết mình cần gì, muốn gì và hạnh phúc với điều đó. Hãy tổ chức một vài bữa tiệc, chuyến đi dã ngoại du lịch ngắn ngày trong tuần này để cùng người thân, người yêu bạn bè vui vẻ bên nhau. Giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền, cơ hội có thể cùng nhau vui chơi và thân thiết không nhiều đâu, nên đừng ngần ngại cắt bớt một số công việc đi nhé. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuần mới cho thấy, thái âm các tin giúp đỡ rất nhiều cho vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Dần. Xoa dịu các mối quan hệ xã giao và giúp bạn kết nối với những người xung quanh một cách tốt nhất. Chính vì có nhiều mối quan hệ thân thiết, nên khi có khó khăn gì cũng được nâng đỡ, làm gì cũng được chỉ dẫn tận tình, không lo ngại bơ vơ, cô đơn chống đỡ một mình. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại về tài chính do nguồn vốn chưa thể thu hồi, nhưng tình trạng này không kéo dài lâu vì đã có thiên tài chủ mệnh,
nên sẽ được bạn bè hỗ trợ và nhanh chóng lấy lại phong độ. Đúng là con giáp này ra đường gặp quý nhân, luôn có người đứng sau làm hậu thuẫn. Chuyện tình cảm gắn bó khăng khít, sợi dây nối hai người lại với nhau không phải là trách nhiệm con cái hay đánh giá của người khác, mà chính là sự ăn ý tương thông từ tâm hồn. Bất kể niềm vui, nỗi buồn nào cũng đều chia sẻ với nhau, cùng động viên nhau vượt qua và tiến về phía trước, bản mệnh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sức khỏe có phần đi xuống, bản mệnh dễ gặp các triệu chứng như đau nhức xương khớp, tê chân, chuột rút bất ngờ do bạn thiếu vận động. Cộng thêm việc thời tiết nên như vậy đó, ngoài việc giữ gìn cơ thể thì nên rèn luyện thường xuyên để tăng cường thể trạng, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Giáp Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Giáp Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ uy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh khuyển, là linh vật của tuổi Tuất, mang ý nghĩa với con người cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh gia chủ, sẽ có khả năng trấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì nhà thì sang, chính vì nằm trong bộ tam hợp nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Giáp Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Giáp Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu trong các loài thú lành, ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Giáp Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền quy. Tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin sẽ được thần phò trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài, thì gia chủ Giáp Dần nên chọn tượng thần tài mạ vàng, sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy, tỷ hưu mạ vàng. Tỷ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng, phù hợp với tuổi Giáp Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà, nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng, bởi người ta tin rằng tỷ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, tỷ hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Giáp Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điềm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Thiềm thừ phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt, vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần, với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thừ phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thừ phong thủy, gia chủ Giáp Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hay hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Giáp Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Quý vị thân mến, chúng ta luôn kỳ vọng được sống trong một thế giới hoàn hảo và lý tưởng. Đó là nơi ta được sống chung với những người mình yêu thích và những việc ta muốn làm. Thế nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống vốn không hề hoàn hảo như ta mong muốn, mỗi ngày ta đều phải gặp, phải đối mặt với những người ta không thích và những việc làm ta thấy phiền muộn, đôi khi ta có thể tránh được, nhưng khi đã không tránh được những người,
những việc ấy ta phải làm thế nào, liệu ta có phải thích tất cả những người hay những việc xung quanh mình hay không, vấn đề tưởng như khó khăn ấy lại trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Với lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống, hãy nghe để có cách giải quyết cho riêng mình bạn nhé. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.